Dạ À, Phật. kính thưa chư quý vị, hôm nay chúng tôi đã gặp được huynh Út nè quý vị. Thì chúng tôi cũng xin hỏi huynh Út một câu, huynh Út trả lời cũng gọn gọn thôi nghe huynh Út. A Cái Di câu Đà mà Phật. thầy nói là cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm riền khổ vậy ai, và không cơ ở nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Và bây giờ cảnh chiến tranh như vậy đó, là huynh thấy bây giờ như vậy là có ăn theo cái thời đại này không huynh Út? Không có ăn theo đại đại chứ. Bây giờ ví dụ mình đã nhìn thấy hết trơn rồi, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nó nam bang cảnh cổ cũng kề một bên, chậm với mau vậy thôi, nước chảy đâu đâu cũng tới. A Di Đà Phật. Mô Phật. Kính thưa chư quý vị, thì hôm nay chúng tôi gặp là huynh Núc là từ trên núi mới về mấy bữa nay đó quý vị. Thì nó đúng là không phải trên núi mà huynh tu trên núi, huynh cũng có một cái cốc ở trên núi quý vị. Thì huynh dưới này cũng có nhà, nhưng mà huynh bây giờ thì độc thân là có mình nè. À, thì cái này là thuộc về cư sĩ tại gia. Thì hôm nay tôi cũng xin lo lo mới gặp huynh Út nha. Huynh Út xin hỏi một câu, là thầy nói là môn tịnh độ là phương cứu cánh, gắn phụng hành cho phụ Phật xưa, mà cái cứu cánh là như thế nào, tịnh độ là sao? À, nhà huynh giải dùm hai cái chữ đó, là gặp ngay hai chữ đó là cứu cánh là sao, là phụ như thế nào, phụ Phật xưa là Phật nào. Và nhà huynh Theo tôi thiết nghĩ đó, thì cái câu của Đức Thầy nói đó, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Thì trong pháp môn tịnh độ đó, là cái điểm cứu cánh của pháp môn tịnh độ là niệm Phật. Đó. Là niệm đến cảnh giới sâu đó, có nghĩa thấy tâm mình là Phật đó. Đó là tịnh, mới gọi là tịnh độ. Cái người mà hiếp cái được cái bậc đó là cái bậc là thượng thượng căn, còn cái bậc mà trung căn đó là niệm đến đó là cái tâm mình thấy mình còn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi nằm ở trong cái pháp môn niệm Phật đó là chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi. Dưới hơn nữa Đức Thầy có nói cho biết mình biết đó là niệm Phật thì phải phải làm lành đó, tránh những điều dữ đó. Với những cái câu mà nằm trong cái quyển năm đó thì rất rõ ràng, đọc thêm nữa thì lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đó, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật theo lời Đức Thầy vậy, cũng cũng nguyện nguyện mình đã sanh về Tây Phương để nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Vì Đức Thầy rút trong kinh A Di Đà kinh đó, thì tôi xin đọc một đoạn cho quý vị dễ hiểu. Này Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phất phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Có nghĩa là người đã là đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đã sanh. Cho nên từ chỗ đó đó là mà Đức Thầy rút trong kinh là A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Nếu mà ai tin tưởng về pháp môn tịnh độ đó thì nên cần niệm Phật nhiều nếu có cái duyên. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết đó là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đó, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh đó, với những câu để không phụ được Phật xưa. Phật xưa là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là không có phụ công ơn của Đức Thầy dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay là được cái pháp môn niệm Phật và ngài xuống thế. Từ chỗ đó đó mình thấy đó, thì theo tôi đó thì tôi nghĩ rằng là có những trong quyển nhất á, thì ngài cũng có nói như thế này để mình rất là hiểu cho thí dụ đồng đạo hiểu như gì để mà nó dễ hiểu hơn. Nam mô miệng niệm lòng lành đó, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Cho nên những cái đó là ngài nói, cái bậc mà trên thì cũng được hiểu mà vực dưới cũng hiểu hết trơn á. Thì từ chỗ đó đó, nếu mà ai mà chuyên tâm niệm Phật đó đó,
là cái người chuyên tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật, cầu giảng sanh mà thôi. Rồi nếu muốn tu thêm nữa đó, là phải tu thêm Bát Chánh Đạo. Bởi vì cái trong Bát Chánh Đạo của Đức Thầy viết thì rất rõ đó. Nếu ta tìm con đường Bát Chánh Đạo mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và ích kỷ, tham lam, gây mối thiện duyên, cùng lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất ra. Thì từ chỗ đó đó, xin nói với quý vị luôn, với đồng đạo chỗ này nè, tại vì tôi muốn cái sự hiểu của tôi như thế này mà không biết nó có mà đúng hay sai ha. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó chỉ có Đức Phật với Đức Phật biết mà thôi. Tôi xin dẫn chứng hai câu trong quyển 3 Đức Thầy viết đó. Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Cái đó là thực tế trong quyển 3 đó nha. Cho nên Ngài mới viết đó, Ngài mới hiểu biết được cái vấn đề mà tịnh độ đó. Dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Cho nên Đức Thầy dạy cho mình đó, nếu mà hiểu về tịnh độ đó thì niệm một lòng không loạn đó là thiền đó. Thí dụ quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật không còn chấp tưởng một cái gì đó, vọng tưởng đó, thì đó là thiền. Đức Thầy dạy cho mình rất dễ tu. Thì tham sân si, hoặc là trong kinh Phật nói mạng nghi, với Đức Thầy dịch ra cho mình dễ hiểu đó, tham sân si nhân ngã, cái này là tối thượng nhất thừa đó, mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta ngày hôm nay là sát hết sức sát vậy đó. Bây giờ quý vị nói mà về kinh Phật thì quý vị có nhiều khi có đồng đạo xem rồi đồng đạo không, nhưng mà Đức Thầy chỉ dịch cho mình biết nghĩa là dễ đó. Tham sân si nhân ngã là chung quy, là gom gọn lại cho mình dễ hiểu vậy đó. Mình thử ra mình niệm Phật đó thì phải hành thập thiện, diệt được thập ác, rồi niệm đến một lòng không loạn. Nếu mà đến cái cảnh giới sâu nữa đó thì là niệm Phật tam muội đó, có nghĩa là chánh định đó, là phải biết bốn đại đức của Đức Phật. Mà trong khi Đức Thầy đã có viết rồi trong cái tôn chỉ hành đạo, thì Đức Thầy viết đó là niệm Phật phải biết bốn đại đức của Đức Phật, từ bi hỷ xả, đó là đến cảnh giới đất sâu đó. Còn thí dụ như là cái niệm Phật mà sự nhất tâm thì nó mình chưa đã có nữa, nhưng mà mình ráng tập lần lần trước tiên là phải là sự nhất tâm trước, là đi đứng nằm ngồi làm việc tất cả ngủ nghỉ gì cũng gì hết trơn, đó là hoàn toàn nằm trong câu Phật hiệu đó. Hết cái đó rồi đó, cái đó là sự nhất tâm. Mà khi mà mình đã đạt đến cái cảnh giới sự nhất tâm rồi, dần dần mình là lên một bậc nữa là lý nhất tâm, có nghĩa là niệm không còn thấy cảnh giới nữa. Thì quý vị làm thiếu vị biết thôi, chứ còn nếu mà nói thì không có hết được. Nhưng mà nghe cái lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ đi, mà Đức Thầy có dạy cho chúng mình rồi, ráng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho. Cho nên từ chỗ đó là mình đồng đạo cũng ráng tu theo Đức Thầy đi, để mà sau này đó thì Ngài được cái sắc lĩnh là nếu mình không giảng sanh về tịnh độ thì cũng trở về hội Long Hoa. Là bởi vì Ngài đã lập cái hội Long Hoa đó, thành thử ra là dắt là chúng sanh tín đồ của mình là về hội Long Hoa đó. Bởi vì những cái câu mà Đức Thầy viết cho cô Hai Gương ở mà Cần Thơ đó, thì cũng bảo mình niệm Phật đó để về dự hội Long Hoa. Cho nên thử ra từ chỗ đó mà tôi nói với đồng đạo là bà ráng niệm Phật vậy đi, đó lần lần trí huệ sáng à, chứ không có vấn đề như là mình úp mở nữa đó. Bởi vì thầy thì một vị là giáo chủ, mà một vị Phật ở cõi Tây Phương xuống đây thì tất cả những cái gì mình chỉ cho mình đều hoàn toàn là trúng hết trơn, không giờ trật đó sai đâu.
Như có nghĩa nói rằng là nếu mà nói về cái giáo lý của thầy đó thì trong kinh A Di Đà này đó là tôi có thể rằng tôi biết chút đỉnh, nhưng mà tôi chỉ rút gọn ở trong đó cho quý vị nghe để mà tin tưởng. Cũng như thí dụ Đức Thầy nói hai câu thôi: nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Cũng như tôi đọc lại một lần nữa cho quý đồng đạo nghe nè: Xá lợi Phất, nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Đó, cho nên quý vị thấy rõ là tôi chỉ dẫn chứng trong một cái trong quyển năm mà ba bộ kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Phật thôi, nhưng mà cho quý vị dễ tu, dễ lại lấy cái đó làm căn bản. Đó. Không, cái đó là rõ lắm chú. Tôi dạ. Nhìn nhận cái điều này thì đối với tịnh độ tôi cũng biết chút đỉnh như thôi, không có nhiều, nhưng mà bảo mình á, làm lành phải niệm Phật đó, rồi hành lên bát chánh đạo cũng niệm Phật, hành tứ diệu đế cũng niệm Phật nữa, làm chi? Bởi vì cái câu Phật hiệu mà nếu mà nói ra đó thì trong kinh thì quý vị nào tin thì tin, còn quý vị nào thí dụ mà mờ hồ thì mờ hồ. Dạ. Đó, cái câu Nam Mô Di Đà Phật là một câu đại thần chú giải quan trừ nghiệp mãn nguyện hàng ma, đó là mật tông đó, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Bây giờ đức thầy mình, các tổ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy đó, bảo mình niệm Phật thì niệm đi, chừng nào đến cái cảnh giới nào mà mình thấy đó thì cảnh giới là mình biết được, chứ bây giờ nói không có hết được, chỉ có Phật với Phật mà hiểu thôi. Dạ. Dạ, Nam Mô Phật Úc, cái câu mà thầy nói là Nam Mô miệng niệm lòng lành. Dạ. Bá gia phải ráng biết ra tình đường tu. Đó, thầy chỉ liền. Chỉ trong quý nhất cho mình liền biết ghi âm để rằng cho có nghĩa là đồng đạo hỏi vấn đề này hoài. Cho nên bữa nay tôi mới giải thích vấn đề trong cái quý nhất đó. Dạ. Bây giờ muốn biết là rành sao đó, bây giờ là thì tôi mới đọc hai câu giảng đó. Nam mô miệng niệm lòng lành, đó. Bá ra bá gia phải ráng biết rành đường tu. Cho nên thử ra những cái đó là những cái tịnh độ mà mình muốn bây giờ để trao đổi với đồng đạo cái chỗ này. Bởi vì Đức Thầy dạy là sát trong kinh Phật lắm, vì ngài đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà quý vị niệm Nam mô A Di Đà Phật, không còn có một vọng tưởng chấp trước, đó là thiền đó. Cái đó là thực tế đó. Bởi vì thí dụ thiền là gì, là có nghĩa nói rằng Đức Thầy có dịch ra cho mình thấy rõ ràng, mà hôm nay để nói với quý vị có đồng tình hay không nha. Nếu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, không thấy cái có mà không thấy cái không, không có thương mà không có ghét, không có thành, không có tưởng, không có bại, thì đó là thiền đó. Lần bắt đầu đi đến định. Nhưng mà cái này cảnh giới là cảnh giới rất sâu. Còn mình thì đây hôm nay thì tham sân si mình còn. Bây giờ trước tiên thì phải tham sân si, dân ngã. Mấy cái này đó, nếu mình học của Đức Thầy được năm điều này là dứt khoát là mình tiến lên sâu đó. A Di Đà Phật. Dạ, thì cũng xin hỏi bác là Đức Thầy nói lục tự trì tâm là phương phép nhắn nhủ cùng ai có mấy lời, như vậy là ý Đức Thầy nói như vậy là như thế nào? Cái phương pháp của Đức Thầy đó là bởi vì ngài là ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cho nên ngài mới viết trong mà tứ cú đó, lục tự trì tâm là phương pháp đó. Nhắn nhủ cùng ai có mấy lời là có nghĩa là nhắn cùng bổn đạo nè, ha, tín đồ của ngài đó, nhắn lại cho mình, cho đồng đạo biết. Trì tâm bất diễn thì cũng như là mà ngài nói trong cái quyển Sa Đéc đó, thí dụ như là tam tạng thỉnh kinh vậy đó, thì nạn tam cũng phải qua vậy đó mà. Cho nên thử từ chỗ đó là dạ, ý là cái câu đó là mình làm như vậy là nó đạt được ha. Dạ đúng rồi, A Di Đà Phật. Thì xin hỏi bác là có đoạn đi khi 1939 thầy ra đời đó, thầy viết câu là hạ nguyên nay đã hết đời, như vậy là ý sao mà thầy nhắn cái chỗ đầu tiên là vô hạ nguyên nay đã hết đời đó? Dạ, tôi bữa nay thì cũng trao đổi với anh em chỗ này. Dạ. Theo sức hiểu của tôi đó. Dạ.
một câu đầu của Đức Thầy thôi, là Đức Thầy nói theo cái ý của tôi đó nghe. Hạ Nguyên nay đã hết đời, là từ ngày mà Đức Thầy viết cái quyển nhất đó, là Hạ Nguyên nay đã hết đời, cho đến cái ngày cuối cùng để lập lại Thượng Nguyên mà thôi, là cái Hạ Nguyên này hết trơn luôn, hết hoài cho đến lập lại cái đời Thượng Nguyên, là theo cái tôi nghĩ vậy đó. Bởi vì câu đầu nó là Hạ Nguyên nay đã hết đời, là hết cái đời Hạ Nguyên, đang lập lại cái đời Thượng Nguyên trong cái chu kỳ thế giới này là gì đó, trong cái quả đất là gì đó. Dạ, thì cái câu thứ hai đó bác là phong ba biến chuyển đổi dời gia can, có nghĩa là ngài cho biết là cũng như thiên cơ vậy đó. Ở đây là bão tố phong ba, rồi nước lụt sập đất, rồi chiến tranh tàn khốc dịch bệnh gì đó. Đó là một cái ý đó. Mà bây giờ nó có chưa bác? Dạ có rồi. Với cái thứ ý thứ hai nữa là phong ba biến chuyển, ngài nói về cái ý đổi dời gia can. Bây giờ thí dụ mình nhìn thấy trong cái xã hội nè, đó, cha không còn là thương con, là con không còn thương cha, vợ không thương chồng, chồng không thương vợ, rồi con đối đãi với nhau rồi không có hòa thuận, rồi sớm riền cũng vậy, mạnh ai nấy làm này làm cái kia, chứ không có đoàn kết để thương yêu lẫn nhau đó, trong sớm riền nữa. Cho nên từ chỗ đó Đức Thầy mới viết là Hạ Nguyên đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Không có, đó thực tế đó nè. Yeah. Gia can là quân thần can, phụ tử can và phu thế can. Rồi mình nhìn coi trong gia đình anh em ruột này, rồi những cái ruột thịt của mình thấy không? Cái đó là thực tế, mình nói cái đoạn đó thôi. Nhưng mà cái câu đầu thì Đức Thầy nói là hết Hạ Nguyên nay đã hết đời, là hết cái đời Hạ Nguyên này nó gì đó, đang bước lại cái đời Thượng Nguyên. Cái chu kỳ lập lại mình Đức Thầy cho biết vậy đó. À đây. Bây giờ bữa nay thì nếu để hỏi đó thì tôi cũng xin mạn phép thế này. Thì cái hai câu của Đức Thầy nói đó thì rất rõ lắm nghe. Rất thực tế lắm đó. Bây giờ tôi chỉ có cái là dẫn chứng trong cái kinh A Di Đà thôi. Cho nó dễ hiểu, chứ bây giờ nếu nói mà không có kinh thì sợ quý vị nói là nó không có đúng. Có nghĩa nói rằng là đem Đức Thầy mới nói câu là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Báo ngọc này đó do Phật trời định lập ra, chứ không có một cái bàn tay nào hay là gì được đó, chứ Phật và trời mà thôi. Đó, cho nên thử ra thí dụ như cảnh giới cực lạc cũng vậy nữa. Đó, thí dụ là có những đoạn ngài nói đó, này Xá Lợi Phất, nó thấy không? Có nghĩa nói rằng là lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não đó, lập ra không à. Cho nên thử ra từ chỗ đó đó, thì Đức Thầy mới giới thiệu cho mình biết, đến đó đi, đó, đặng mà xem một cái hội, trong đó có gồm có hội Long Dân, rồi hội Long Hoa. Khi mà cái đã dưới là rước tôi lương đóng, rồi chào người chân tu nữa, mình là người tu mà các ngài phải chào mình, nó thấy không? Rồi rước tôi lương đóng nữa là mình có nghĩa đó rằng là hãnh diện đó. Rồi nghe Đức Phật là Di Lặc là thuyết ba tràng pháp nữa. Nếu mình có rớt chăng nữa là rớt cái nằm của tràng pháp ba đi, nó cũng là mình nói cái ý gì đâu mà. Dạ. Còn nếu mà thí dụ cái người mà có cái tiền căn thì đắc cái quả vị tràng pháp thứ nhất, thứ nhì, còn mình kể như thứ ba đi. Còn nếu không nữa thì làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo tăng du. Nếu mà tôi nói câu này thì nhiều khi đồng đạo nói rằng tôi sẽ là cái hiểu biết của tôi là nó không có đúng, hay là theo ý của tôi đó. Bởi vì ngài nói là thánh đạo tăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối, chỉ có pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật à. Đó là cứu cánh của cái pháp môn niệm Phật, là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, như vậy thì ý là đợt này là kỳ chót ha? Kỳ chót. Vậy là chỉ có kỳ chót pháp môn niệm Phật. Niệm Phật à, chứ không có cái gì nữa đâu. Dạ, như vậy thì xin hỏi bác nữa là, như vậy Đức Thầy nói là hiện bây giờ là trong cái bài này quý nhất, Khổ Đà đi đến như tên.
như vậy là cổ đài đi đến như tên, mà nó đến bằng cách nào như tên, mà tại sao đến mà lại đi như tên, mà tên thì bắn thì nó rất là lẹ, ý gì đó. Có nghĩa là cũng như mình trả lời với chú ở trong cái quyển mà tư vậy đó, ngày đến đến đi đâu kéo ngược, bây giờ chiến tranh nữa, chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên, đó thấy không, ta không thể đem phép huệ linh mà cứu ăn tai họa chiến tranh tàn khốc mà do là loài người tàn bạo gây nên, thì nó đi đến hoài vậy đó, chú kéo là kéo không được. Ngày nay thí dụ ngày rằm rồi ngày mai qua ngày 16 thì làm sao là trở lại ngày rằm được. Cho nên từ cái đó là Đức Thầy muốn là khuyến tấn mình đó nè, khổ đà đi đến như tên đó. Cũng như trở lại những cái câu mà mình nói để cho đồng đạo nghe dễ hiểu đó, là cũng như là thí dụ như là khắp thế giới cửa nhà tan nát đó, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu đó. Rồi thí dụ có những cái câu mà Ngài đưa cho mình thấy trước mắt luôn đó, không phải là hiện tại mà. Cho nên từ chỗ đó mà đồng đạo ráng tu hành đi, niệm Phật cho nhiều, rồi cúng lại cho nhiều. Cái cúng lại này đó để trả ơn, đó cái ân nợ là trong cái trong bốn đường ân đó. Theo tôi nghĩ đó nghe, nếu mà cái sự cúng lại của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, đó là trả nợ trong tứ ân đó. Đó, rồi hành thập thiện, việc thập ác đi, là đúng ngay ra cái tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy đó. Và từ chỗ đó là mình niệm Phật hay là mình trì chú hay tụng kinh thiền gì đó là hoàn toàn nó sẽ nó là vô hết trơn. Trước tiên là phải vậy đó. Thì bác nói đó là hiện giờ bây giờ nó xảy đến hết những cái kiểu mà như là nó diễn biến tới là bây giờ là nó đi theo cái chu kỳ ha. Theo chu kỳ không có thể nào mà kéo lại được. Là bởi vì cái lúc Đức Thầy ra đời đó, mà trong cái quyển nhất đó Đức Thầy có viết đó là Đức Thầy giả Lục Châu đó, thì khi mà về gia đình thì Đức Thầy đang ở gia đình, Thầy cũng nói đó, hát mà điên mà cái hát việc đời đó, với việc hiện thời khổ não châu Âu, mà quý vị thấy không, bây giờ khổ não châu Âu giờ có hay chưa, A Di Đà Phật đó. Rồi lần lần mới tới là Âu Á. Cho nên quý vị đồng đạo ráng niệm Phật cho nhiều đi, với cúng lại bài cúng của Đức Thầy, tôi cũng khuyên với bổn đạo chỗ đó đó. Bởi vì cái bài cúng của Đức Thầy theo nhận xét của tôi đó là có nghĩa nó là gián tiếp cầu hoài vậy đó. Bây giờ cha mẹ qua đời rồi, ông bà qua đời rồi, cửu huyền qua đời hết trơn rồi, bây giờ làm sao mình trả nổi đây. Cho nên phải trả cái nợ là ân. Đó là ân nợ đó. Cái ân nợ này gồm có bốn ân đó. Mà Đức Thầy đã dạy đó nghe, rõ ràng Đức Phật Thầy cũng vậy nữa đó. Đó, trước tiên là ân đất nước, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại đó. Cho nên trong cái bài mà cho quà tạo hảo thì Đức Thầy có nói rõ rằng mà cho quý vị đồng đạo nghe để mà dễ hiểu. Đến chừng biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đây nè, Nam mô A Di Đà Phật mà đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn nghe. Mà cái câu này đó, tôi nói nếu có trật đồng bào tội nghiệp tôi nghe không? Đức Thầy viết cái bài này đó là Đức Phật A Di Đà, không phải Thích Ca Mâu Ni nghe. Tôi hiểu của tôi đó nghe. Nếu có trật thì quý vị chỉnh cho tôi. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn, Phật tổ A Di Đà nghe, chứ không phải Phật tổ Thích Ca Mâu Ni à. Có nhiều anh em như đó, nhưng mà sức hiểu của tôi như vậy thì nếu có gì sơ sót thì quý vị cũng thông cảm giùm tôi, tội nghiệp. Kính thưa huynh Út, thì huynh Út nãy giờ trong giải bài pháp này tôi thấy là môn tịnh độ rất hay, nhưng mà tôi cũng hơi thắc mắc một câu tôi chưa hiểu cái này, và đồng thời nói cho cô bác hiểu luôn. Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ăn đã trải chẳng còn nổi căng, mà cái biển á là chừng nào mà cạn, mà non chừng nào là mòn. Nhà huynh giải hai cái này cho là cái ý nghĩa cho nó rõ cho cô bác người ta hiểu hết. Chừng nào biển cạn, mà cái biển mà chừng nào nó cạn, mà non chừng nào nó mòn. Ý cái chỗ đó. Cái đó thì nói ngay ra mỗi người thì nó có mỗi ý. Cho nên mình biển cạn non mòn, có nghĩa là nếu mà giải theo cái ý mỗi người nó mỗi khác. Cũng như là biển cạn, chừng nào biển mới cạn, non chừng nào mới mòn. Đức Thầy viết theo cái ý
ý cho chúng sanh thấy như vậy đó, ráng làm trong tứ ân, tứ đại trọng ân. Mà cái tứ đại trọng ân này đó là Đức Phật Thầy, mà Đức Thầy đã nhắc lại rồi, khi xưa Đức Phật Thầy Tây An đó là khuyến giáo môn nhân đệ tử đó làm cái bài tứ đại trọng ân đó. Cho nên ngài cũng như là ngài nói gì vấn đề như là cái ý gì đó cho mình biết để rồi mình làm, là khuyến tấn đó, cho chừng nào mới biển cạn rồi non mòn. Thì ý của Đức Thầy viết gì đó, đang khuyến tấn cho mình làm cái gì gì đó để mà sau này mới trả được cái nợ tứ ân. Thì bây giờ cũng như cái lời cầu nguyện nè, bây giờ nói gì nó dễ hiểu mà tôi thì nó hơi dốt. Cầu nguyện hoài thì biển nó cạn à, cầu nguyện hoài thì non nó mòn à. Tôi nói là cái vấn đề Đức Thầy nó khéo cái chỗ đó, ý tôi nghe khéo là khéo gì đó. Đó à, 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 đó. À, dạ đúng rồi đó. Tập ác mòn luôn. Mòn luôn vậy đó, mòn luôn vậy đó. Mòn luôn là tám điều bên cấm luôn. Mòn hoài, mòn gì nữa hết thôi vậy. Mòn tới là mất chánh đạo thôi nha. Mất chánh đạo là rồi đó. Dạ. Thì cái câu này nữa trong mà cái quyển nhất đó thầy cũng như dạo Lục Châu chẳng dám nghỉ ngơi, như vậy là ý báo cảnh cho chúng sanh biết cái cảnh này nó đang khổ, mà coi như là phải chỉ cách sao để cho chúng sanh dễ tu nhất bất. Theo tôi thì cái câu đó là dạo Lục Châu chẳng dám nghỉ ngơi, mà Lê Thứ nào đâu có biết cái cực khổ của Đức Thầy đó dạo Lục Châu, đặng chi đặng mà khuyên người đời tu niệm đó. Nhưng mà khi ví dụ như là chuyện thiên cơ hoặc nói những cái gì đó để cho Lê Thứ đã hoài đầu hướng thiện, kẻ tà quy chánh đó, thì trong bài Sứ Mạng đã nói rồi đó. Mình hiểu được vậy thì mình lãnh hội cái bài mà Sứ Mạng đó, khuyên kẻ thế đó, hướng thiện hoài đầu, kẻ tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long qua chào Phật đó. Rồi là cái công của ngài thì rất là nhiều dữ lắm, mình không nói hết đâu. Cái khổ của ngài à, thức đêm thức hôm rồi thân già đêm vắng khóc thầm nữa, thấy không, khóc nữa. Cho nên thử nếu mình hiểu được vậy thì mình ráng mà nghe lời Đức Thầy đi, để không có uổng cái công của ổng đi mà giáo đạo. Thì nói đúng hơn thì cái ngài nói thì có nhiều khi thì nằm vào cái dạng mà 1939. Dạ. Đó. Thì tôi chỉ nghĩ rằng cái lúc mà xuống là Phật trời là tiên thánh là xuống thế đó, thì xuống năm 1939 mà cùng Đức Thầy xuống thế đó cho đến ngày nay. À, riêng tôi đó nghe. Dạ. Còn những các ngài người ta, thí dụ người ta mà chưa chứng đạo người ta còn tu nữa, chứng đạo người ta mới đi xuống. Bởi vì cái cõi ta bà rất khổ lắm đó. Mà chính mà theo tôi nhận xét đó, thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng Phật cũng vậy nữa, xuống cái thế mà hồi Ấn Độ cũng vậy, mà Đức Thầy xuống thế là nước Việt Nam này cũng vậy. Thí dụ như ngày xưa thì Đức Phật Phật đắc đạo rồi thì là Ấn Độ có 94 phái Bà La Môn. Còn bây giờ thí dụ là Đức Thầy ra đời 1939, đảng phái hết với đảng phái rồi, giành giật với nhau đủ thứ cái này kia nọ vậy đó. Thì cho nên thử cái công cực khổ của Đức Thầy rất là có công dữ lắm, cực khổ dữ lắm. Mình thử ra mình mới khuyên bổn đạo thì ráng tu để mà cho thỏa lòng của Đức Thầy vậy đó. Dạ. Mà bác theo như bây giờ mình thấy cái nhân quả nó hiện chưa, thấy như cái nước mà những có nước người ta cũng không, dường như để thấy là ở Việt Nam mình ăn chay thì nhiều, theo mình nghĩ đó nghe, mà những cái nước khác dường như không có ăn chay gì, thấy cái cảnh khổ người ta chết gì đó bác. Bởi vì cái vấn đề theo tôi nghĩ đó thì nó nếu mà nói riêng đó thì có nói cái tỉnh An Giang, nó nằm riêng biệt là chỗ đất Phật, cũng như khi xưa mà thành Ca Tỳ La Vệ của Đức mà vua Tịnh Phạn đó, là trong đó ngay cũng có vậy, bởi vì cái cộng nghiệp mà cũng có, nhưng mà ít hơn những cái chỗ mà không có tu. Bây giờ mình nói như vậy thế nên nó dễ hiểu nè. Bây giờ một người á, khi cái cây không nổi
khiên không nổi thì 3 ngừ, không được thì 5 ngừ, 7 ngừ, 10 ngừ thì liếc thì cũng được à. Cho nên cái sức cầu nguyện của Đức Thầy dạy đó hả, bởi vậy có nhiều người hiểu hay là không hiểu hay là cái gì đó thì do mỗi người đều hiểu riêng biệt. Giờ có cái cây này đốn rồi đó mà khiên không nổi thì 3 ngừ, 5 ngàn, 10 ngừ, 20 ngừ thì cũng nổi nha. Cho nên cái lời cầu nguyện của tín đồ mà trong cái tỉnh An Giang này đó ha, bây giờ nói mà đồng thinh nữa coi, đồng thinh nữa coi là mình độ bao nhiêu đi. Cái đó là cái thực tế đó. Đồng thinh niệm Phật. Niệm Phật hay là cầu nguyện cũng vậy, đồng thinh cũng vậy. Mà làm sao mình đâu dễ gì đồng thinh được đâu. Thì bởi vậy đó, nhưng mà lấy cái số lượng nhiều, tiếng nói nãy nó nhiều vậy đó. Dạ. Thì nó sẽ là tan biến. Cho nên Đức Thầy mới là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp đó. Một người niệm mà tan chướng nghiệp này, nhiều người thì tan chướng nghiệp nữa. Ừ. Nó không còn nữa. Chứ mình nói không theo ý mình được là gì. Thí dụ như mình lấy trong cái phần của Đức Thầy đó, nhờ sức khấn giái của đồng đạo. Ừ. Không à, cái đó tôi thấy là rõ ràng đó, nhờ sức khấn giái của đồng đạo.